Xin chào mọi người, Hoa xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Dare You chơi phải chịu. Cái bóng bên chồng. Cái bóng bên chồng, chồng bị bóng. Yêu anh. Yêu anh. Yêu anh. Trời, bây giờ mới tới lượt thi thứ hai thôi hả? Tóc em hết cho cột rồi mọi người. Mình còn qua lông nách đi em. Mình còn qua lông nách đi em. Mà đứa nào mà mình ghét á, mà mình kiểu mình bực nó mà á, mà nó làm cái gì sai chứ mình vừa lắm cho con. Ngay sau đây, đó chính là phần kết nối tín hiệu và gặp gỡ giao lưu với một nữ ca sĩ chinis rất đáng yêu, giọng hát ngọt ngào dễ thương. Bên cạnh đó, cô ấy là một tiktoker được rất nhiều khán giả yêu mến. Đó chính là ca sĩ Fanny Trần. Wow. Chào Fanny! Ni ơi! Ni! Ờ, có phải rằm tháng 7 đâu mà cúng quá vậy? Ủa sao vậy? Trời ơi! Kìa mặt kia nó bí ẩn. Ủa em kia hả? Anh tưởng đâu em chuẩn bị bái lại ai chứ? Fanny Trần được khán giả biết đến và yêu mến bởi ngoại hình xinh xắn, giọng hát tốt cùng khả năng hoạt ngôn. Cô nàng còn là một YouTuber với lượt theo dõi khá khủng. Ngày hôm nay Fanny sẽ đến với Dare You, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười, khoảnh khắc thư giãn đến cho các quý khán giả nhé. Cùng đón xem nào. À, cũng bí ẩn thật. Tại vì anh thấy cái không gian em ngồi, cái màu nó ảo quá em. Đẹp quá. Phòng lưng lên đâu ạ? Phòng em là để dùng để chiêu, để bay đồ á. Anh muốn bay không? Ờ, anh thấy phi hành gia là anh nghĩ chắc bay được rồi đó. Dạ, chuẩn bị bay lên nha. Một, hai, ba. Oh, đẹp lên đẹp. Mai không, lên mai không anh? Ghê, thiên đường. Ok, để cho mọi người. Hello anh Hoàng, hello tất cả mọi người đang xem chương trình. Mình là Fanny. Dạ hết. Sao mà Fanny đặt tên nghệ danh của mình là vậy? Fanny. Dạ, thiệt ra thì lúc mà em vô công ty Creatory á, thì lúc đó thì mọi người hướng theo em theo hướng là beauty blogger. Cho nên là sẽ kiểu đặt tên kiểu tay tay một chút, xong rồi kèm thêm cái họ để cho giống như mấy chị beauty blogger hot á. Kiểu em nghĩ hoài cũng không có ra, xong mọi người gợi ý cho em là kiểu Fanny. Tại vì em thấy chữ Fanny này nó cũng vui vui, mọi người có thể đọc thành là Fanny cũng chẳng hạn kiểu vậy đó. Nên là quyết định lấy tên là Fanny Trần. Thực ra là tại vì do em makeup xấu quá cho nên là không làm beauty blogger được. Tự nhận điều này luôn vậy. Anh đang tính nhờ em tư vấn về nhan sắc đó. Chết rồi. Không, nhưng mà ý là kiến thức thì em có, nhưng mà ý là cái tay em nó không có theo cái sự điều khiển của em học á. Kiểu vậy á, anh hiểu không? Kiểu em học thì ok, nhưng mà lúc mà em quay thì nó khác. Vậy như em thấy mấy beauty blogger, mấy anh chị beauty blogger đi trước á, thì mấy anh chị rất là chịu chi tiền cho cái việc mua mỹ phẩm. Nhưng mà em thì không. Nhưng mà em thì không. Kiểu em đúng rồi đó, thiếu cái đó đó, cho nên là em không có thể mua liên tục đổi được, cho nên là mình cũng không có thể thay đổi được nhiều cái makeup khác nhau á. Vậy là em nghĩ thấy mình cầm cọ không có hợp nên em cầm Miro, đúng không nè? Dạ đúng rồi, em nghĩ vậy đó. Ngay sau đây, để cho Fanny Trần có thể có thêm được tinh thần để tham gia vào những thử thách của chúng tôi, tặng bạn một clip ngắn, nó dễ thương lắm. Đó chính là hình phạt của người đã tham gia vào thử thách tuần trước. Để chúng ta chờ đón xem hình phạt mà khán giả bình chọn nhiều nhất là gì và ai giành chiến thắng nha. Xin mời mọi người đến với hình phạt của tuần trước nào. Trò chơi đối chữ này chúng ta sẽ có được những đề bài khởi đầu gợi ý đầu tiên đến từ ban tổ chức. Và nếu như ai mà bị ngập ngừng, không nối được chữ trong vòng 5 giây, người đó sẽ bị phạt. À, phạt sao ta? Em có đề cử gì không? Phạt sao? Để em coi trên bàn em có gì không? Trên bàn em rất là nhiều thun. Cột tóc đi, nó cũng là beauty blogger á, bữa nay làm tóc nè. Cũng được à, nhưng mà tóc anh cột dễ thương á, nhìn giống mấy cây dừa. Chỉ là nhiều vậy là giống chế sầu riêng rồi. Em nghĩ là hôm nay anh Hoàng sẽ thành đổi tên thành Hoàng sầu riêng. Không được rồi, người đẹp thì nói gì cũng được. À, xíu đi lấy thun. Ủa nhà anh có thun luôn hả? Anh cột tóc cho anh nhiều lắm đúng không? Vậy không cột tiền à. Dạ không cục tiền à. Dạ không cục tiền à.
Tại phải chuẩn bị sẵn một mớ thun nè, có tiền về cột lại cho nó đỡ bay đó mà. Chưa, chưa lòng em chưa? Rồi, chơi hơi vui vẻ quạo nè. Chữ đầu tiên. Cá nóc. Nóc nhà. Nhà thương. Thương em. Em Út. Út cưng. Cưng lắm. Cưng lắm. Lắm lời. Lời nói. Nói năng. Năng khiếu. Khiếu. Khiếu vũ. Khiếu vũ. Hả? Nói gì vậy? Sao mấy đứa đang động? Cột tóc đi anh, cột tóc đi anh. Trời ơi, năng khiếu, khiếu gì vậy trời mọi người? Khán giả, comment cho em khán giả. Ờ ha, khiêu nại. Trời ơi. Nào, chích tre, anh cột tóc xong chưa? Chuẩn bị thành trái sườn đi, đi ghê. Rồi, chữ tiếp theo. Người thua là anh nói trước. Yes. Muối. Muối iốt. Nope. Cột đi. Một. Ốt to. Ốt mà. Nope. Iốt. Ốt to ghê vậy mà. Ốt. Ô tô là ô tô. Ốt, ốt nè, ô tô đúng không? Là mình chỉ lấy cái chữ ô tô thôi, ô tô, ô tô. Ôi, dân gian em ơi, mẹ. Ôi, hóa dân gian, anh mắc cười quá. Anh mắc cười thật sự luôn á. Đúng không mọi người comment cho tôi biết. Tôi vẫn nói đúng mà, nói lý lẽ đàng hoàng. Tô canh. Canh. Canh chua. Chua lè. Lè, lè lưỡi. Lưỡi chim. Hả? Lưỡi chim. Chim ghê luôn á. Ó. Ó đầm. Cái mặt ó đầm. Đầm ban. Ban chủ. Chủ. Chủ nhà. Nhà trọ. Năm. Bốn. Trọ. Hai, một, hết giờ. Trò gì trời? Có trò gì không anh? Biết trò gì ta? Hỏi chị Google với trò gì ta? Trò. Hay quá bời. Đáng lẽ phải kết thúc từ hỏi vụ lưỡi liềm rồi. Biết gì nói lưỡi liềm rồi. Còn nữa mà. Tiếp theo. Mời em. Mắm kìa. Mắm ruốc. Nè vừa phải nha. Chắc chắn luôn á, tôi nghi chắc chắn là nó chỉ rút luôn á. Rút con. Hả? Rút con. Rút con là cái gì vậy? Thì con rút cha, rút mẹ, đẻ ra rút con. Cột tóc, cột tóc. Rút con đó. Không, cột tóc đi. Chơi ép người á. Anh giả đừng phải phẫn nộ nghe, bị ăn hiếp đó mọi người ơi. Mọi người tỉnh táo đây đi mọi người ơi. Không phải đẹp là thiên thần đâu. Trời ơi, trong tâm trí đó, thấy không? Bao nhiêu người đẹp ta đi quái đó. Nhà không có quen cột luôn á, cột sao trời, chảo ở đây cột giùm coi. Hồi xưa em ở nhà em á, ba mẹ em là làm may á, làm nghề may á, xong rồi hai cột bao hàng á. Cái xong rồi hôm đó em đi học, em kêu là ba cột tóc giùm con nha, lên con đi học. Cái xong rồi ba em cột tóc em như là cột cái bao hàng á, mọi người biết không? Muốn như vậy nè. Em bị ám ảnh từ đó luôn á, đâu dám đưa cho ba cột lần nào nữa. Rồi, câu chuyện vui vừa rồi cũng đã khép lại hiệp 1 của chúng tôi. Xong rồi đó. Hồi đó thì có 2 cái. Hiệp 2, đơn giản lắm. Bây giờ, ban tổ chức sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này liên quan đến tên những bộ phim. Nhưng chúng ta là nhìn hình rồi đoán xem phim gì. Vậy thôi, đọc đúng tên phim nha. Trời đất ơi, khó dữ vậy. Bình thường em coi phim không bao giờ nhớ tựa phim hết trơn á. Giống như là anh nghe bài hát anh không bao giờ nhớ tựa đề. Đúng rồi, em cũng vậy luôn. Em không bao giờ nhớ cái tựa bài hát hết trơn á. Em mọi người hát ở bài đó hát sao hát khúc đó thì em mới nhớ ra, chứ em không có nhớ tên bài hát. Bị não cá vàng. Em kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Hồi xưa em đi thi á, toán, xong rồi em biết cách làm bài đó nhá, nhưng mà em không nhớ công thức.
Trời, em biết công là em biết là phải áp dụng công thức nào ra luôn, nhưng mà em không nhớ công thức, cái xong em phải hỏi nhỏ cái bên xong rồi mới ra được vậy hả? Ghê không? Ghê thiệt rồi, đúng không bị bắt hả? Không. Hay quá. Đó là cái trình độ của thời trẻ chúng ta đó quý vị. Yes. Thầy cô làm sao mà biết được, làm sao mà thấy được. Mà ai cũng sẽ có nha. Một cái kinh nghiệm tiếp riêng để có thể hỏi bài các bạn trong lớp. Rồi, anh đã trải qua, anh phải cho mọi người có cảm giác đó chứ. Trời ơi, nó hồi hộp còn hơn là... Đúng rồi, đi tập mình bình. Trời ơi, mà cái cảm giác mà mình vượt qua được, mình không bị phát hiện á, trời ơi, nó giống như là mình chiến thắng một cuộc thi vậy đó. Vinh quang đó mọi người. Đúng rồi, nhưng mà khuyến cáo với quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ nha, là chúng ta nếu mà còn đang đi học á, thì hạn chế, đừng có quay cốp, đừng có đúng chép rồi, hỏi, đừng có hỏi bài nha, không có nơ, đừng có nơ. Nói chung là chúng ta nói về thời thơ ấu rồi thời học trò, nó có nhiều câu chuyện lắm quý vị ạ. Cũng cảm ơn thầy cô, cảm ơn những kiến thức ngày xưa đã giúp cho tụi con có thể thắng được một số trò chơi game show ngày hôm nay. Hiệp 2, đoán trên phim, bắt đầu. Hả? Gì vậy? Ba cái bóng. Tình tay ba. Cái bóng bên chồng. Cái bóng bên chồng, chồng bị bóng. À, Harry Potter. Ủa, khó vậy. Cái này mình có phải cột không ạ? Dạ có ạ. Là hai đứa phải cột luôn ạ? Dạ đúng ạ. Bây giờ cột hay đội quân ạ? Tóc em không có cột chỏm được mọi người. Tại vì nó dài quá, nó bị sụi xuống. Hình ảnh thứ hai. Nhịp điệu cha cha cha. Nhịp điệu techno. 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 Đây là bộ phim La La Land. Wow. Sao anh biết hay vậy? Lại coi phim này rồi mà ấn tượng với Potter á. Hay vậy đó. Xem nữa nói step up rồi. Phim hop. Em không coi phim Mỹ nhiều đâu mọi người cho em kiểu phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc rồi phim Việt Nam đồ thì em mới biết. Nãy giờ chưa đánh đúng cái nào luôn. Titanic. Ủa, em tính nói Titanic luôn. Hay thiệt. Chết rồi, cái này là mình thua kiểu sắp mặt luôn á mọi người. Đó, giờ em cục búi lên đó, em cục kìa nè, đó, giống là ta rồi đó. Đây. Dễ thương rồi đó. Đó, phải gõ gàng gành mạch vậy chứ. Tóc em mà cột về mấy chùm là hết rồi, em phải để dành chứ. Suku. Không phải. Cái gì? Phải quên biết không? Không phải. Suku. Không phải Suku. Cái gì? Phim... Cái gì nè? Cái gì nè? Conan. Không phải. Cái gì nè? Trời ơi, quên coi rồi. Trời. Tôi biết mà. Suku mới đúng chứ. Phải. Cột đi. Cột đi. Trời ơi. Tức ghê. Tức ghê á. À, già cả rồi quý vị, thông cảm giùm em. Suốt ngày đi làm chứ còn thời gian đâu mà coi phim hoạt hình giống người xưa nữa. Đúng rồi đó mọi người. Lâu lắm rồi không coi. Uầy, bắt đầu dễ thương rồi đấy. Thế này. Ủa sao mà bắt đi càng cột càng đẹp mà tôi càng cột càng thấy ghê trời. Nhìn đúng cái thù riêng rồi đó. Bắt đi ghê thiệt, bữa nay em biết anh thành trái thù riêng rồi đó. Yes, anh phải thành trái thù riêng thôi. Điều gì vậy? Ở nhà một mình Home Alone. Sao anh biết được? Tại sao tôi... Cái này là giống như là người của chương trình rồi mọi người ơi. Cái này là chưa kết quả ai nha mọi người đừng chắc. Luôn. Em thề với quý vị, em không hề biết trước đề luôn á. Tại vì em rất là thích bộ phim này mà thậm chí bộ phim này tới 3-4 phần gì luôn á. 3 phần đầu là của bạn Hopkins, Mark Hopkins cái gì nè. Đó, là bạn này đóng. Rồi tới phần thứ 4, thứ 5 là người khác đóng. Hay lắm, phim hay. Avatar. Đúng rồi, Avatar. Tóc em hết chỗ cột rồi mọi người. Mình cột qua lông nách đi em. Mình cột qua lông nách đi em. Rồi. Cái gì từ từ? Cái gì kìa? À, cái bộ phim này nổi tiếng rồi, tôi chưa coi. Ê mọi người, em còn có 3 sợi thun thôi. Ê mọi người, tôi hết tóc để cột rồi mọi người. Mình cột qua lông nách đi em. Mình cột qua lông nách đi em. Em mà
ba sẽ thu mà. Tôi còn một người thu luôn nè. Rồi giờ hình cuối nè, hình cuối nè. Còn một hình nữa hả? Từ Hospital Playlist. Này phim Hàn Quốc á. Hospital Playlist. Phim bác sĩ gì đó, những người bác sĩ tài hoa phải không? Cái này giống như chị nữ chính nè. Ông này trái tim mùa thu á. Ước mơ duyên tới ngộ sao? Người mẫu. Những tay đua kiệt xuất. Những phim Hàn Quốc ngày xưa tôi coi không? Thôi hiện nha, em cột tóc đây. Trời còn cái mỏi tay luôn á. Mình búp bê. Ủa, hết tóc luôn rồi, còn tóc nữa đâu cậu. Kinh mất. Thiệt á, tôi không còn tóc rồi, tôi để vô đây luôn nè. Ê nè, nhìn nè anh. Nè, mọi người nhìn đi, mọi người nhìn đi. Cái đầu em bị rẻ gì đó. Ủa, vậy hiệp 2 ai thắng ta? Em thắng. Đâu ra? Em không trả lời đúng được một phim luôn á. Rồi em thắng. Trời ơi trời. Thì chúng ta đã thấy được rằng là kết quả tạm thời đang nghiêng về lợi thế cho Hàn Quốc nha mọi người ơi. Như vậy là kết thúc game đầu tiên. Không làm mất thời gian của mọi người nữa. Hãy sẵn sàng bước vào vòng thứ hai, cũng là vòng cuối ngày hôm nay. Đó chính là không chỉ liên quan đến thị lực mà còn liên quan đến trí lực. Trí tuệ sẽ được phát huy cũng như là thể hiện bởi tài năng của Fanny và Hoài Rapper. Chúng ta sẽ đối diện với 9 câu hỏi khác nhau. Mỗi câu hỏi như vậy, ai trả lời đúng và nhanh nhất thì người đó thắng. Người còn lại cột thu. Ủa, hết thu rồi anh ơi. Ở nhà em có kẹp nào không? Kẹp tóc á. Kẹp không, em mà không, giống như không phải ăn gái vậy đó, em không có dùng kẹp. Vậy em cạo đầu đi, không phải ăn gái sao để tóc dài dữ vậy? Trời ơi, tại vì dịch không có đi cắt tóc được mọi người. Mọi người biết không, mấy tháng trời ở nhà rồi không được đi cắt tóc. Vậy thôi, em có tủ quần áo đó đúng không? Thôi được rồi, em có cái này à. Có nến, được không? Nến rồi em đổ lên đầu em hả? Em cắm nến lên đầu được không? Nè, như này nè. Cắm lên nè. Được. Trời. Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Trong thời gian đó mọi người cứ bình chọn nha. Thủ đô Singapore là gì? Là Singapore. Ủa. Cái gì? Rồi. Nhanh như vậy anh? Cắm nến đi cưng. Thấy không, thấy không? Giống như gầu vậy đó mọi người. Rồi, tiếp nè. Mình chọn hình phạt đi mọi người ơi. Câu gì không ăn được? Câu không có. Yeah, em trước. Anh trước. Em trước, anh làm sao đây? Thôi được rồi, hai đứa cùng lúc. Không, rồi. Em trước, anh cùng tóc trước. Đi. Anh nói trước. Không, mọi người cầm cái số 1 rồi kìa, anh thua rồi, anh cùng tóc đi. Thôi, em tín hiệu em sao á, chậm quá anh trời. Anh làm sao ấy? Em sao? Anh bị delay á, đâu phải lỗi cho em đâu, em không trời có. Tín hiệu. Thôi. Có độ giải nè, có cơ cấu với ban tổ chức. Thiệt á, tôi chỉ cần không cần cột, tôi dính lên một cái nè, nó dính cứ ngắn cứ tóc luôn nè. Đúng rồi, anh để vậy thôi chứ hồi cột là hồi nó đứt á. Chơi. Con gì đập thì sống mà không đập thì chết. Con tim. Ua. 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 Nhanh. Nè. Ủa đâu rồi? Đây. Hồi em không biết pháo là sao luôn á. Tiếp nào. Ủa con gì không đập thì sống, đập thì chết. Con mũi. Wow. Wow. Ủa anh biết trước đáp án rồi sao á anh Hoàng ơi? Phải tỉnh táo lên. Anh thề, anh không hề biết chiếc đề nha. Đứa nào biết chiếc đề làm chó? Đứa nào biết chiếc đề làm chó? Tự nhiên hồi em hoàng sủa luôn không? Rồi. Dừa nào nghe tên đã thấy nóng? Dừa lòng. Ủa nghe tên đã thấy nóng mà. Dừa nước. Dừa lòng mày chưa? Dừa lắm. Không phải. Dừa dừa. Dừa lắm mà đúng nhất mọi người. Tại vì bình thường mà đứa nào mà mình ghét á, mà mình kiểu mình bực nó rồi á, mà nó làm cái gì sai chứ mình dừa lắm nha con. Trời ơi dừa lửa kìa bà ơi. Chương trình làm sao ấy, em giải thích đúng mà. Dừa lắm. Dừa lắm. Dừa lòng mày chưa? Dừa lòng em chưa? Đó cũng nóng vậy. Tiếp. Ê giống như em đang gánh lên á. Mực nào không, cái gì?
mật nào không ăn được? Mật mã. Ồ. Em chưa kịp đánh lên tóc xong luôn á. Ừ, vậy thôi anh đợi em. Đây, 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 rồi. Còn có một cây thôi nha mọi người. Dạ. Gánh này nè, giống như đang gánh bướm lên tóc vậy á mọi người. Tóc em giống như là cái chậu bông vậy đó. World Cup. Hả? World Cup 5 năm tổ chức một lần thì 20 năm sẽ tổ chức được 4 lần. Sai, World Cup là 4 năm một lần. Thì nè, 4 năm lần kìa. Nhưng mà em đúng 4 lần rồi ra. 4 năm một lần. Ai nghe không rõ hả? Để em kiếm cái gì để em móc lên. Cái này là bông tai á mọi người. Kìa trong tủ quần áo à, em anh thấy có mấy cây móc áo á, lấy móc móc lên tóc á. Móc đồ đi em. Thôi bỏ đi ạ. À. Em móc cái kẹp lên rồi nè. Một ly thủy tinh đường đầy nước, hỏi làm thế nào để lấy được nước chứ đáy ly mà không đổ nước ra ngoài. Đặt bể cái ly luôn. Gì? Lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài. Ông hút. Yes. À. Đây, một cái, một thẹo cho em nó vui. Chứ mình biết là sản hút vui quá trời. Rồi, tiếp. Rồi, như vậy em là gánh gánh nến lên tóc nhìn cũng dễ thương đúng không mọi người? Nhìn giống giống gánh cái bướm lên á. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được 9 câu hỏi. Và bây giờ sẽ là phần tổng kết điểm để chờ đón xem ai là người thua cuộc trong ngày hôm nay quý vị nha. Tính từ đầu đến tới giờ. Rồi, bây giờ chúng ta đếm số thun trên đầu nào. Ủa, sao mà đếm được ta? Đây, anh đếm trước. 1 nè. Không. 7. 2, 3, 4. Cái đầu anh bắt đầu bất cười rồi đó. Rồi, 10 cộng tóc. 10 cộng tóc. Còn kìa. Trời, giờ tháo ra mấy cực nè trời. Hết chưa? 17. 17, trời trời. Em kỷ lục rồi con ơi. 18. Quá xả rồi. À còn luôn, 19. Thiệt, 19 thiệt. Nhiều hơn anh, đi xí đá. Em là người thương vượt ngày hôm nay nha. Bạn đã bơm, thắng rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và cảm ơn Fanny, một cô bé rất là đáng yêu và dễ thương. Và chúc Johnny sẽ luôn vững bước trên sự nghiệp của mình, gặt hái được nhiều thành công. Nhưng quan trọng là sức khỏe và bình an nha em. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình tới giờ này và ủng hộ mình rất là nhiều. Mong là mọi người sẽ mãi luôn ủng hộ mình, ủng hộ anh Hoài và ủng hộ chương trình bằng cách là comment thật nhiều và chơi video thật nhiều để nhận quà nhé. Anh nhớ theo Fanny, xin chào mọi người, mình là Fanny nè. Nhân dịp là mình quay cái clip này là do mình chơi game với anh Hoàng Đặc Bơ đó mọi người. Thì thu hơi đậm sau một chút xíu cho nên là mình phải quay clip làm thử thách như này. Như các bạn đã chọn thì mình sẽ làm thử thách. À, hát trái đất này là của chúng mình và học xỉu một cái. 2, 3. Trái đất này là của chúng mình. Qua bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim của chúng mình. Bồ câu ơi, cánh chim vương trên sông cùng bay nè. Ủa mấy cái đã cho trái đất quay. Nè, cho trái đất quay. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết thử thách lần này của mình. Và mong là khách mời lần sau sẽ không bị phạt giống như mình nữa. Mà hãy để anh Hoàng Đáp Bơ bị phạt nhé.